Phần thứ hai ở đây là chúng ta sẽ xét về phương trình đường thẳng có hệ số góc cho trước. Thì cái này là lên lớp 11 và lớp 12 đều dùng đến. Đó là phương trình đường thẳng tiếp tuyến của đồ thị hạ số. Và nó sẽ dùng đây. Đấy. Thì chúng ta nhớ lại một chút về lý thuyết mà chúng ta học. Ba cái này là học từ hồi lớp 9. Là nhớ lại đi. Hai đường thẳng D và D phẩy học từ hồi lớp 9. Vuông góc với nhau thì là A nhân A phẩy bằng chữ con. Song song với nhau rồi trùng nhau. Ba cái này học từ hồi lớp 9 đi. Rồi, thêm bốn cái tiếp theo. Là cái chỗ có thầy giáo vừa nói thôi, hai đường thẳng song song thì vectơ chỉ phương của thằng này là vectơ pháp tuyến của thằng kia. À là chỉ phương của thằng kia. Thế còn hai đường thẳng vuông góc thì vectơ chỉ phương đường thằng này là vectơ pháp tuyến của thằng kia, và ngược lại. Để ghi thêm nữa. Hai đường thẳng song song. Ghi cho nó đúng. Hai đường thẳng vuông song song thì vectơ pháp tuyến của đường thẳng này là vectơ pháp tuyến của thằng kia. Nó đơn giản đấy thôi, nhưng mà chúng ta không nhớ được ra là cứ phải ghi lại. Đấy. Thêm một cái thứ tám, thứ bảy. Rồi, sau đó thì bắt đầu mới làm bài tập nữa. Thôi, nếu em 1, 2, 3 là chúng ta học từ lớp 9 đâu. Đấy. Cứ phải nhắc, nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại. Hai đường thẳng song song thì vectơ chỉ phương của đường thẳng này là vectơ chỉ phương đường thẳng kia. Vectơ pháp tuyến đường này là vectơ pháp tuyến đường kia. Thế còn hai đường thẳng vuông góc thì chỉ phương đường này là vectơ pháp tuyến đường kia. Pháp tuyến đường thẳng kia thì là vectơ chỉ phương của đường này. Rồi, đường thẳng đi qua điểm M không có tọa độ x không y không, hệ số góc k có phương trình là y bằng k nhân x chia y không cộng y không. Bài này còn lên lớp 11 vẫn làm đến phương trình tiếp tuyến này này, chỗ này không chịu qua được. Rồi chúng ta sẽ xét ví dụ minh họa. Xin mời. Viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm M có tọa độ trừ 2, 1, hệ số góc K bằng trừ 2. Xin mời. Bài này làm giống như chương trình lớp 9. Nhưng mà nói chung là mình phải kết hợp giữa các dạng bài tập thì mình sau này mình mới không, không ngại. Chứ mình cứ làm một cái đến lúc người ta ra nó hơi lạ lạ thì không biết là phải nào cả. Thì mình bị động. Cũng còn hơn tháng nữa thôi, tháng rưỡi 2 tháng nữa thì là hết năm học nhanh, tính còn khoảng 9 tuần nữa. Nhanh lắm. Để lắp vào công thức một phát nó ra ngay. Đây, đường thẳng D đi qua điểm M tọa độ trừ 2, 1, hệ số góc K bằng 2. Có phương trình là đây thầy giáo viết lại phương trình y bằng k nhân x chứ không cộng y không, thay số vào k tức là bằng âm 2, x chứ x không tức là trừ đi trừ 2 cộng 1, nhân tung ra kết quả y bằng trừ 2 trừ 3. Bài toán được giải quyết xong. Những bài ngắn ngắn này thì lời giải nó ngắn này thì sẽ là phù hợp với cả trắc nghiệm, phù hợp cả tự luận. Nhưng nếu mà muốn đưa về quen thuộc thì chuyển vế sang thì là 2x cộng y cộng 3 bằng 0, có cái gì đâu. Đây này. Cái này này. Thế nó giống như cái mà chúng ta đang học thì chúng ta chuyển vế sang, đúng không? Cái này chuyển vế sang thì là nó ra ngay, có gì đâu. Là gì nhỉ? 2x cộng y
cộng 3 bằng 0. Thế là giống chương trình đang học cái gì? Có cái gì đâu mà cứ phải thắc mắc. Mình phải liên đới những cả những cái kiến thức học lúc trước, lớp bây giờ. Chờ tí xíu nó dịch. Chuyển vế sang thì là 2x cộng y cộng 3 bằng 0. Cái phương trình thầy giáo bôi màu để các em nhớ là thầy giáo dùng công thức nào. Còn sau này thuộc rồi thì không cần phải ghi nữa. Nhưng thầy khuyến khích các em vẫn cứ ghi. Cứ ghi để cho nó thuộc. Ghi ghi đi ghi lại nhiều lần. Rồi, xong ví dụ 1. Bây giờ làm ví dụ 2. Xin mời. Cho đường thẳng delta có phương trình là y bằng x trên 2 trừ đi 1. Viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm M tọa độ 1 trừ 2 trong các trường hợp sau đây. Khánh học hẳn là bên lớp bên này nhé, lớp bên này dạy nhanh hơn lớp bên kia một tí, Khánh học hẳn một bên lớp bên đó bên kia thầy khó dạy lắm. Này nha, cứ loạn thì Hả? này nó cứ loạn. Ừ, học tại vì cái lớp của các bạn bao giờ học chậm hơn một tí so với cái lớp của em. Lớp lớp tức là lớp thứ bảy học chậm hơn một tí. Mà Các bạn làm bài nó chậm hơn thì phải học chậm hơn, không nhanh được như như lớp mình nhanh hơn thì rồi, cái ví dụ số 2 này thì chúng ta có nhiều cách giải lắm. Có nhiều cách giải. Nhưng mà tất nhiên ta đang nói ở trong bài này thì là diện về về về, về hệ số góc cho nên mình giải một cách giải hệ số góc. Như sau. Thì cái đường thẳng D, đường thẳng delta ấy, có phương trình là y bằng 1 phần 2x trừ đi 1. Hệ số góc A là bằng 1 phần 2 và B bằng trừ 1. Thế cái đường thẳng delta này có hệ số góc B à, A bằng 1 phần 2 cho nên đường thẳng D thì cũng có hệ số góc 1 phần 2. Hai đường thẳng song song.
điều kiện là a bằng a phẩy với khác b phẩy đấy, nhớ chưa? Ừ. Thế bây giờ cái anh ở trên này nó có hệ số góc 1 phần 2 rồi, thì cái anh ở dưới này cũng có hệ số góc 1 phần 2, cũng có hệ số góc 1 phần 2. Cái này ở trên theo ký hiệu là A, cái này như vậy là K sẽ phải bằng A và bằng 1 phần 2 đấy. Thế sau đó thì làm giống như ở trên, tất nhiên đây là cách 1, trong có thể nó sẽ chữa thêm cách 2. Các em phải linh hoạt giải kiểu gì cũng chiều. Chốc lại theo bảo một cách khác để giải bài này. Thế thì khi chúng ta biết được hệ số góc là bằng 1 phần 2 rồi, thì chúng ta sẽ thay vào phương trình dạng là y bằng k nhân x trừ x0 cộng y0, đúng không? Đấy. Thế thì cái con k thì bằng 1 phần 2, x0 là bằng 1 đây, này, x0 đây, y0 là bằng trừ 2, thay vào. Đấy. Mình để nguyên đấy thì để không nhân chéo nên rồi chuyển vế sang cũng được. Đấy là cách làm thứ nhất, tí theo trước cách làm thứ hai là thể được chưa đâu? Hai thằng song song thì hệ số góc của đường thẳng này cũng là hệ bằng hệ số góc của đường thẳng kia. Này màu bồi màu tiếp tục cái cách cái con thứ hai là vì đường thẳng D là vuông góc đường thẳng delta, cho nên là đường thẳng D có hệ số góc k thỏa mãn là k nhân a phải bằng âm 1. Nhưng mà a thì bằng 1 phần 2, chúng ta thay vào kết quả k phải bằng âm 2. Và thay vào đây. Điều kiện song song thì không vấn đề gì, nhưng điều kiện vuông góc. Quên, điều kiện vuông góc là không vấn đề gì, nhưng điều kiện song song thì phải kiểm tra có đúng là song song thật không? Hay là nó lại trùng nhau. Như bài này thì cái con B ở bên dưới thì là B phẩy này bằng trừ 5 phần 2, còn con B này ở trên là bằng trừ 1. Đây là nó khác nhau. Chắc chắn khác nhau. Đấy là mình yên tâm. Mình yên tâm không? Đúng chưa nào? Thay vào thế còn vuông góc thì con b bằng con b phẩy cũng không vấn đề gì, nhưng mà song song thì a phải a bằng a phẩy và b phải khác b phẩy. Như vậy hệ số góc k bằng trừ 2 ta thay vào cái điểm đi qua vẫn là 1 trừ 2, nhân tung ra giải nước thì kết quả y bằng trừ 2x. Đây là giải hệ số góc đã xong, giải hệ số góc theo chương trình giống như kiểu trình lớp 9 đấy. Bây giờ muốn giải khác có được không? Câu trả lời là được. Này bây giờ thầy sẽ sửa một cách khác nữa. Thầy giáo sửa cách khác là làm theo chương trình lớp 10 nên lớp 9 không, nhưng mà trong chương trình lớp 10 nó vẫn có nói về hệ số góc, cho nên mình giải vẫn được. Đây. Mà đi thi mà làm được là tốt lắm, nhưng lại còn về cách lớp 9 lớp 10 thì chẳng lẽ lên lớp 10 không được sử dụng lớp 9. 1 cộng 1 bằng 2 học từ bé bây giờ vẫn phải dùng như thế. Đúng không? 1 cộng 1 bằng 2 từ bé đúng không? Đúng rồi. Cách thứ hai là các em làm như này nhé. Các em biết được là y bằng x sin 2 trừ đi 1 là tương đương với 2y bằng x trừ đi 2. Tức là x trừ 2y trừ đi 2 bằng 0. Tới đây thì giải giống như bài ở phía trên ấy. Là phương trình đường thẳng đi qua một điểm và song song hoặc là vuông góc của thằng phía trước. Xem lại ví dụ ở trên. Lập phương trình đường thẳng đi qua một điểm mà song song với vuông góc, cách lập thầy đã nói rồi. Thì là chỗ này chúng ta có hai cách, một là chúng ta viết được x trừ 2y cộng với c bằng 0 đấy, nhớ chưa? Đấy. Và cách thứ hai là vector pháp tuyến của thằng này là 1 trừ 2. Đấy, thì thằng kia cũng có vector pháp tuyến là 1 trừ 2. Thay vào nhé. Tự giải tiếp được chưa? Chuyển về phương trình tổng quát rồi giải giống như ví dụ ở trên. Vì vậy thầy giáo cái chú ý vào đây cho nó dễ, có thể chuyển phương trình tổng quát rồi giải giống phương trình trên, không nhất thiết là phải giống nhau ý đúng. Chú ý chuyển phương trình delta về phương trình tổng quát. Về phương trình tổng quát bằng cách là chúng ta nhân hai vế với hai thôi, y bằng x trên 2 trừ đi 1 trừ đi 1 thì tương đương với 2y bằng x trừ đi 2 tương đương với x trừ 2y trừ 2 bằng 0. Sau đó làm gì tiếp? Sau đó giải giống như ví dụ ở trên.
phương trình đường thẳng đi qua một điểm song song hoặc góc của phía trước, đúng chưa? Đó. Thế nó không phải là mỗi một bài nó chỉ có một cách giải. Nếu chúng ta học kiểu đấy chúng ta chết, không bao giờ giỏi được, không bao giờ giỏi được. Tùy cơ ứng biến, cách nào chiến đấu hết. Chuyển về chương trình lớp 9 cũng chiến đấu, chuyển về chương trình lớp 10 cũng chiến đấu được. Thì anh nào giải được anh được, đúng không? Thế bây giờ anh, em làm cái kia xong em quy đồng nhân chéo này thì giống giống bài lớp 10 ngày thôi. Sau khi biết được y bằng x trên 2 trừ đi mấy, bắt đầu nhân 2 mấy với 2 chuyển vế giải là nó ra có gì đâu. Rồi chờ một tí để thầy cứ chú ý vào. Đấy, như vậy là ví dụ số 2 của phần này đã được giải quyết xong. Rồi bây giờ đến ví dụ thứ ba là viết phương trình đường thẳng delta đi qua M và tạo với trục vạch một góc 60 độ. Đây là bài nâng cao mức độ 3. Biết thì nó dễ, không biết thì nó quá khó, còn biết thì nó thành mức độ 1. Tức là chúng ta đừng để là nó là mức độ 3 của ta mà nó là mức độ 1 của đội bạn. Thế là chết giả. Việc phân chia mức độ là tùy thuộc vào trình độ của em. Ví dụ như là em trong tay em chả biết gì cả thì cái nào cũng là mức độ 4. Thế ngược lại chúng ta biết hết rồi thì mức độ 4 cũng trở thành mức độ 2, mức độ 3. Thế thôi. Rồi. Bây giờ làm ví dụ 3 nhé. Ví dụ 3 này nếu ta chưa làm bao giờ ta sợ lắm. Mà làm rồi ta cũng sợ. Nói đến góc là sợ. Không vấn đề gì. Thầy giáo vẽ hình xong là các em sẽ biết ngay cách giải. Cố gắng này sang năm thì thu xếp được lịch thì học một tuần hai buổi, nó hay hơn là học một tuần một buổi thì các em mệt lắm, thầy cũng mệt, trò cũng mệt. Sau nó còn một vài tháng cố gắng để đến hè thì nó sẽ thu xếp chúng ta học tốt hơn, học một tuần nó hai buổi thì nó nhàn hơn, nhưng mà một buổi thì học nó dồn vào thì học nó căng thẳng, nhiều bạn mệt không chịu. Cố gắng học hành vất vả kết quả ngọt ngào như này nhé. Chúng ta hình dung là đề bài cho chúng ta cái điểm M có tọa độ là 1, 2, tức là hoành độ bằng 1, tung độ bằng 2. Đấy, đây là điểm M. Đề bài bảo chúng ta là cái này tạo cái trục hoành một góc 60 độ thì nó xảy ra hai kịch bản. Một là nó đi theo chiều này, góc này là 60 độ. Thế mà góc này góc 60 độ chính là nó chính là góc cái chiều dương trục vạch bằng 60 độ thì tan của nó chính là hệ số góc. Đấy, nhớ hệ số góc chính là tan của góc này. Nó với chiều dương trục vạch. Các em thì các em phải vẽ chính xác có thể là tọa độ 1 2 và dựng đúng cái góc 60 độ có thể. Đấy. Còn ở đây thì thầy không có EK thì không dựng được. Thứ hai là nó xiên về bên này. Góc bên này cũng bằng 60 độ. Đấy, nó tạo cái trục vạch một góc 60 độ đúng không? Nhưng mà cái góc bên này là 60 độ thì góc phía bên trái này sẽ là 120 độ. Đấy, như vậy lúc trong trường hợp này là cái trường hợp thứ hai là tan của 60 độ, 120 độ là bằng k, tan 60 độ là bằng căn 3, còn tan 120 độ là trừ căn 3. Thôi bài toán giải xong rồi, đi qua một điểm và hệ số góc cho trước đi làm gì nữa, đúng chưa? Các em phải vẽ vào trong bài học mới hiểu được. Đây nó bảo là 60 độ nó có thể hỏi là thay bằng 45 độ, 30 độ thì quá trình là hoàn toàn tương tự. 45 độ thì tăng 45 độ bằng 1, tăng trừ 45 độ thì bằng 135 độ thì bằng âm 1.
Được chưa? Vẽ hình như vậy nhé. Vẽ hình vào. Đấy, như vậy chúng ta biết là nó có xảy ra tình trạng là góc 60 độ là nó tạo cái chiều dương trung quanh cái hình đầu tiên đấy, đường đầu tiên để biết đấy. Đây là D1, đây là D1. Còn hình thứ hai này thì nó vẫn là 60 độ nhưng nó về bên này thì góc phía bên này là 120 độ. À, như vậy chúng ta sẽ có tan của K bằng tan của 120 độ. Phải vẽ hình nào thì nó mới hiểu được bạn. Sau này góc 60 độ có thể thay bằng góc độ khác, ví dụ 120 độ. Có thể là 135 độ, 45 độ, 135 độ, 60 độ, 30 độ. Thậm chí có thể cho góc này là 75 độ. Rồi, như vậy. Chúng ta sẽ làm như này. Đấy. Các em phải vẽ hình như vào thì các em hiểu được. Đường thẳng delta tạo với trục vành một góc bằng 60 độ, cho nên delta sẽ có hệ số góc k bằng tan 60 độ, tức là căn 3, hoặc là k bằng tan 120 độ tổng chiều căn 3. Sau đó làm giống ví dụ 2. À, ví dụ 1. Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và có hệ số cho trước. Nhân tung ra thôi, thế thôi, xong. Số ở đây thì nó rất là xấu bởi vì là cái góc 60 độ tan nó bằng căn 3. Không đẹp được, muốn đẹp chỉ là lấy 45 độ. 45 độ là đẹp nhất. 45 độ, 135 độ. Thế còn 60 độ, 30 độ thì lấy đâu ra tan đẹp? Được chưa? Rồi, như vậy là ví dụ này đã xong. À, cái câu 4 là bài nâng cao, bạn nào muốn nghiên cứu thêm thì làm. Thực ra nó là cho 135 độ, thì ra nó còn dễ hơn bài vừa nãy. Có điều là nó chỉ cho một trường hợp thôi. Nó bảo là như thế này thì các em suy nghĩ kỹ một chút thì nó sẽ dễ hơn. Đây, nó sẽ chụp để nó gửi cho chúng ta. Cứ tưởng là khó nhưng mà thực ra nó dễ hơn. À, bởi vì nó chỉ có một trường hợp thôi. Phải nghĩ kỹ một tí nhé. Câu này cứ tưởng khó nhưng mà nó dễ hơn câu trên, ngắn hơn. Dễ người khó ta, chết giả mình phải biết mình dễ ta khó người. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần thứ ba.